Xin chào quý vị và các bạn, Hiền Phương rất vui khi được quay trở lại và đồng hành cùng với các chef của Farina để tiếp tục chia sẻ về chuỗi chủ đề làm bánh nướng hiện đại với các mẫu bánh hot trend đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay. Và người đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay tiếp tục là chef Dương, người đã xuất hiện và hướng dẫn chúng ta làm các mẫu bánh bắt hoa hiện đại trong buổi học ngày hôm trước. Và ngày hôm nay thì sếp Dương chỉ có thể chia sẻ và bật mí cho Hiền Phương cũng như là quý vị khán giả biết về mẫu bánh mà hôm nay chúng ta sẽ làm được không ạ? Thì lời đầu tiên cho Thùy Dương xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể các anh các chị đang tham gia buổi chia sẻ ngày hôm nay. Đây cũng là buổi thứ hai mà Thùy Dương có cơ hội được bật mí và chia sẻ những cái kinh nghiệm làm bánh của mình trong chủ đề làm bánh trung thu hiện đại. Trong buổi ngày hôm nay thì Thùy Dương sẽ hướng dẫn mọi người cách để có thể vẽ lên bánh trung thu hiện đang trở thành một hot trend mới nhất trên thị trường. Và quý vị và các bạn thân mến, quý vị hãy cố gắng theo dõi video từ đầu tới cuối để không bỏ lỡ những công thức hay là kỹ thuật điêu luyện của Chef Dương cũng như là các bí quyết mà Chef Dương chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay nhé. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng làm bánh thôi ạ. Việc đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị đó là phần nguyên liệu. Ở đây thì Dương đã chuẩn bị sẵn một chiếc bánh đã nướng hoàn chỉnh. Thứ hai là một phần đậu đã được xử lý tím ở trong bài học buổi trước. Một số dụng cụ khác để làm bánh đó là một chiếc bay, bút vẽ thực phẩm. Mọi người có thể sử dụng một cây vét bột để có thể làm mịn mặt bánh. Ngoài ra là chúng ta sẽ có thêm một số màu thực phẩm từ công ty Farina Việt Nam. Tiếp theo là một chút rượu. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành toàn bộ những cái khâu về chuẩn bị nguyên liệu. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tạo một lớp nền trên mặt đậu để rồi chúng ta có thể vẽ được lên. Và tất cả những nguyên liệu này thì chúng ta đều có thể tìm mua của các cửa hàng hay là các đại lý phân phối bán lẻ của Faria trên thị trường Việt Nam đúng không ạ? Dạ đúng rồi, tất cả những nguyên liệu này chúng ta đều có thể tìm kiếm hết sức dễ dàng tại bất kỳ cửa hàng bán đồ làm bánh nào. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tạo một lớp nền đậu ở trên bề mặt chiếc bánh này. Nhớ là mọi người hãy sử dụng những chiếc bao tay để mình có thể vệ sinh an toàn trong quá trình mình làm. Em thấy bao tay thì thường có nhiều loại bao tay khác nhau, thì cái loại mà chúng ta sử dụng là cái loại như thế nào? Chúng ta có thể sử dụng găng tay ni lông mua ở siêu thị, hoặc là chúng ta nếu như có điều kiện hơn thì sẽ mua những chiếc găng tay y tế ở cửa hàng bán thuốc, thì chúng ta sẽ dễ dàng thao tác trong quá trình mình thực hiện hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện bước vách chúng nền. Ta sẽ đúng rồi, chúng ta sẽ cho một lớp đậu lên. Lưu ý giúp mình nha, nếu như mọi người muốn cái nền mặt bánh có hiệu ứng nứt thì chúng ta sẽ bôi một lớp đậu mỏng. Còn nếu như mà chúng ta để vẽ hình hoặc là muốn cái nền của chúng ta không bị nứt thì hãy chú ý là bôi giúp mình một lớp đậu dày lên một chút để hạn chế quá trình khô của mặt đậu. À, có nghĩa là khi mà chúng ta bôi một cái lớp nền mỏng thì chúng ta nướng thì nó sẽ tự nứt ra đúng không? Hoặc là chúng ta để không bên ngoài tiếp xúc với không khí, khi đậu khô lại thì nó cũng sẽ bị có hiện tượng nứt như vậy. Cái lớp này mà nó bị nứt thì em cảm giác nó giống như kiểu là một cái nền đất đúng không? Và chúng ta sẽ trang trí những cái cây ở trên đấy. Đúng rồi, thật ra nó tùy vào cái mục đích sử dụng của mọi người để chúng ta có lựa chọn xem có nên làm nứt hay không. Đó, mọi người quan sát nha, Thùy Dương dùng chiếc bay, mình nghiêng hai bên để có thể dàn đều cái phần đậu này ra khắp mặt bánh. Mọi người lưu ý là chúng ta sẽ dàn sao cho tràn ra khỏi bên ngoài của chiếc bánh này. Nhìn chị Dương làm thì rất là dễ, nhưng mà em nghĩ là nếu mà để cho một cái người tay ngang như em mới làm thì chắc chắn là rất là khó mà không làm được phẳng như vậy đâu. Thật ra là thao tác này cần mọi người phải quen tay một chút, bởi vì dù sao cái mặt đậu của chúng ta làm hơi mềm, nên là khi trong quá trình gạt chỉ cần mạnh tay một chút là cũng có thể bị cày cái lớp đậu này lên. Nên là chúng ta cần nhẹ tay để có thể gạt cái mặt đậu này cho được mịn. Đó, sau khi gạt xong thì chúng ta có thể sử dụng cây vét bột to hơn để chúng ta gạt dễ dàng. Nhớ là chúng ta sẽ hết sức nhẹ tay. Có một tip nhỏ cho mọi người đó là nếu như mọi người muốn cái mặt đậu này được gạt đi dễ dàng hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể trộn cái hỗn hợp này với một chút xíu dầu ăn hoặc là một chút xíu mật ngô Hàn Quốc thì cái hỗn hợp của chúng ta sẽ gạt đi dễ dàng hơn. Đối với mặt vẽ thì chúng ta cần cái nền phẳng nên là chúng ta sẽ tỉ mỉ một chút. Còn đối với nền hoa thì có thể là không cần.
khi mà chúng ta có những cái vết nứt hay là những cái vệt đậu thì trông sẽ rất là tự nhiên. Về thời gian mà chúng ta biết như thế này thì chắc là cũng không có thời gian cụ thể đúng không chị? Đúng rồi, tùy vào cái chất lượng đậu mình làm ra như thế nào và cái thao tác của chúng ta liệu có quen tay hay không. Và em nghĩ để làm được một cái lớp nền mịn thì chúng ta cần hết sức là kiên trì đấy ạ. Đúng rồi, và chúng ta cần phải hết sức nhẹ tay nữa. Một phần nữa là khi mà chúng ta cào đi cào lại nhiều trên bề mặt như thế này thì cái mặt đậu sẽ trở nên khô và dễ dàng thao tác thực hiện động tác vẽ lên. Sau đó là chúng ta có thể sử dụng cái bay này. Mình cần một cái dụng cụ để có thể thực hiện thao tác là gạt này. Hoặc là nếu như cái này mọi người để lâu bị khô thì chúng ta có thể sử dụng một phần giấy ướt để mình lau đi. Mình vệ sinh dụng cụ sạch sẽ thì chúng ta thao tác sẽ trở nên dễ dàng hơn. Em thấy rằng trong cái quy trình mà chúng ta làm được một chiếc bánh trung thu ấy, thì cái giấy ướt rất là quan trọng. Chúng ta không thể dùng giấy khô đúng không? Đúng rồi. Dính bánh vào. Và một phần nữa giấy ướt thì sẽ làm sạch dụng cụ của chúng ta dễ dàng hơn. Đó, giống như thao tác vừa nãy chị, bạn Phương có hỏi mình là chúng ta sẽ sử dụng cái bay này dựng thẳng lên. Hoặc là ai không quen thì chúng ta có thể dùng cây vét bột này cũng được. Mình sẽ dựng thẳng lên và đi sát, đúng rồi, mình sẽ gọt theo sát cái viền ngoài của bánh. Được một phần là chúng ta nên gạt nó đi. Rồi lại tiếp tục thao tác đó. Mình có thể đi hai chiều nếu muốn. Bánh trung thu mà có cái hình hài như thế này còn với một cái bánh mà nó tròn thì chúng ta chỉ cần miết một đường là xong. Đúng rồi, đối với những cái bánh như vậy thì chúng ta sẽ đỡ được một khâu trong cái quá trình mình gọt cái hoa văn bên ngoài. Tuy nhiên là việc mình có những cái hoa văn như thế này thì cũng sẽ làm cho chiếc bánh của chúng ta thêm phần bắt mắt và nó sẽ mọi người sẽ dễ hình dung hơn là chúng ta đang vẽ lên một chiếc bánh trung thu. Sau khi gạt đi một lượt này, chúng ta sẽ nắm chỉnh lại một chút. Ví dụ như chỗ nào mà nó bị nhọn, nó chưa được tròn thì chúng ta sẽ sử dụng tay để mình miết nhẹ lại, tranh thủ cái lúc mà cái đậu của chúng ta còn mềm. Như chị Dương có chia sẻ thì chúng ta có thể để chiếc bánh này ở trong không khí nó tự khô được đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Đây cũng là một đặc điểm mà khi chúng ta làm cái nền đậu này xong chúng ta nên vẽ luôn. Bởi vì nếu như cái trường hợp mà chúng ta để cái nền đậu quá khô thì có thể nó sẽ xuất hiện những cái vết nứt. Vì vậy chúng ta nên thực hiện xong cái công đoạn này là chúng mình nên vẽ luôn và sau đó là bỏ vào lò để sấy. Có một cái phương pháp là chúng ta sẽ sấy trước, sau đó là mình vẽ hình lên sau. Tuy nhiên là cái phương pháp đó thì theo mình đánh giá thì mình sẽ vẫn phải thêm một lần nữa để sấy lại. Bởi vì khi mình vẽ lên là thì nước này, là thì rượu lên thì thật sự là cái thời gian bảo quản của đậu có thể sẽ bị ảnh hưởng. Nên là mình sẽ chọn phương pháp là vẽ lên trước sau đó mới sấy một lượt. Thứ nhất là chúng ta chỉ mất một lần sấy. Thứ hai là vừa đảm bảo cái công tác bảo quản. Và tiếp theo nữa là cái phần màu của bánh nó cũng sẽ được giữ lâu hơn. Vâng, và đấy cũng là một cái tip mà rất là quan trọng quý vị có thể lưu lại nhé. Như vậy là chúng ta đã xong được cái công đoạn đầu tiên, đấy là chúng ta làm một lớp nền. Mọi người hoàn toàn có thể sáng tạo lớp nền này với những cái màu sắc khác. Tuy nhiên là theo lưu ý của mình thì chúng ta nên sử dụng những cái màu nhạt thôi, để khi chúng ta vẽ đè những cái màu khác lên thì sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Ở đây là mình dùng một cái nền đã được xử lý tím và thêm một chút màu trắng. Và tiếp theo đó là chúng ta sẽ thực hiện công đoạn vẽ trực tiếp trên mặt bánh. Tiếp theo là công đoạn vẽ bánh. Thì ở đây Thúy Dương đã chuẩn bị sẵn một chiếc bút có số là số 2. Còn nếu như mọi người quen sử dụng bút có số như thế nào, kích cỡ như thế nào thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng. Thì mọi người có thể sử dụng cái bút số 000 nó sẽ nhỏ hơn, hoặc là số 1 nó cũng sẽ nhỏ hơn. Còn ở đây mình đã quen dùng bút số 2 rồi, nên là mình chỉ cần một cái bút như thế này thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuẩn bị một chút nước để mình có thể lau cái đầu bút khi mà mình muốn chuyển màu. Màu thực phẩm. Màu thực phẩm của công ty Farina thì rất là an toàn cho sức khỏe nên mọi người không phải lo lắng trong quá trình mình sử dụng màu đâu. Em sẽ nhỏ ra đây một chút màu cam, màu hồng này,
màu hồng khi mà nhỏ ra đây thì trông nó có vẻ đậm hơn so với bình thường chị nhỉ? Đúng rồi, tại vì cái màu này ở dạng cô đặc nên là khi mà chúng ta nhỏ một giọt ra thì chắc chắn là sẽ không nhìn thấy cái phần màu rõ ràng của nó. Giống như kiểu màu cam nhưng mà em nhìn thấy ở đây nó giống như màu đỏ hơn. Được rồi. Tiếp theo đó, để hòa màu thì chúng ta có thể dùng trực tiếp nước hoặc là để bay hơi nhanh hơn. Thì Dương sẽ chuẩn bị một chút rượu. Đây sẽ là nguyên liệu để chúng ta có thể hòa tan cái phần màu này ra. Và việc đầu tiên là chúng ta cần phải xác định là mình hôm nay đang vẽ cái chủ đề như thế nào. Thì chị Thùy Dương đã chuẩn bị sẵn một chủ đề liên quan đến phong cảnh. Để có thể vẽ được bức vẽ này thì chúng ta cần sử dụng 3 màu. Màu vàng, màu hồng và màu da cam. Mọi người quan sát cách Thùy Dương vẽ nha. Còn như mình chia sẻ từ ban đầu, đó là việc mình vẽ lên bánh phụ thuộc rất là nhiều vào cái khả năng hội họa và mỹ thuật của mọi người. Cho nên là khi mọi người muốn nâng cao nhiều hơn về cái khả năng vẽ trên bánh thì chúng ta nên tham gia những cái chương trình về mỹ thuật nha. Vâng, mà không quên giấy của chúng ta đó. Và chúng ta không thể quên cái giấy để chúng ta lau sạch cái đầu bút được. Ở đây là mình sẽ dùng màu vàng này, thêm một chút rượu để cái phần màu của chúng ta được mềm mại và lỏng hơn. Rồi, sau đó là Thùy Dương sẽ bôi trực tiếp cái phần màu này, quét thẳng lên mặt bánh. Cố gắng là chúng ta sẽ không ghì chặt cái đầu bút xuống, tránh cái tình trạng là cầy cả cái mặt đậu của chúng ta lên. Màu vàng chưa? Tại vì cái nền đậu bây giờ cũng đã khô rồi, nếu như mà chúng ta sử dụng bút mạnh quá thì sẽ làm nó bị sức mạnh. Đúng rồi, và khi đó chúng ta rất là khó để có thể làm mịn lại cái phần đó. Chúng ta cứ bôi một lớp màu vàng lên trước. Đây sẽ là một bức vẽ đơn giản thôi. Các bạn có thể cùng quan sát và đoán xem sếp Thùy Dương của chúng ta ngày hôm nay sẽ vẽ cái gì nhá. Sau khi được một cái nền trời màu vàng rồi, để tăng thêm phần sống động và cũng như là chiều sâu cho cái bầu trời này, chúng ta sẽ phối thêm một chút màu da cam và một chút màu nâu để tạo hiệu ứng là hoàng hôn. Tiếp tục làm mềm màu da nếu cảm thấy cái màu cũ đang hơi đậm. Quét lên một vài điểm. Sau đó là phần bên dưới, đậm hơn một chút. Trông nó bắt đầu ra cái rồi, nó sẽ có chiều sâu hơn. Và về cái phần pha màu này chắc chúng ta sẽ phải cần nghiên cứu và tìm hiểu khá là kỹ trước khi bắt tay vào làm, đúng không? Đúng rồi. Tại vì không phải ai cũng biết pha màu này với màu kia để tạo ra được một cái màu da cam như thế này. Hoặc là vấn đề chúng ta khi mà chúng ta muốn có một cái hiệu ứng nó chuyển màu chẳng hạn, thì chúng ta cần phải có những kỹ năng cơ bản về màu sắc. Tiếp theo phần bên dưới, chúng ta sẽ sử dụng một cái màu hồng. Thêm một chút nâu. Rồi chúng ta cứ pha ra đây. Gần như không khác gì việc chúng ta pha ở trên giấy cả. Chúng ta tô đè lên trên để có cái hiệu ứng chuyển màu được hài hòa và nhẹ nhàng. Càng bên dưới chúng ta càng cho đậm cũng được. Cái cây cọ này có vẻ rất là mềm như chị Dương có giới thiệu, thì đây là số 2 đúng, đúng rồi, đây là cây cọ số 2. Và những cái sản phẩm này thì chúng ta có thể mua ở đâu ạ? Đối với những cái cây cọ như thế này chúng ta có thể mua tại cửa hàng văn phòng phẩm. Hoặc là chúng ta để dễ dàng hơn thì chúng ta nên đến những cái cổng trường đại học kiến trúc, đại học mỹ thuật. Thì cái cọ này sẽ bán rất là nhiều. Và ở phần giữa thì chúng ta sẽ cùng tô chèn hai màu lên để tạo được hiệu ứng chuyển màu cho nó được tự nhiên. Mình sẽ đan một chút cái màu hồng lên trên này. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái việc mình tô cái màu nền.
Tiếp theo là để cái bức tranh của chúng ta sinh động hơn thì chúng ta sẽ vẽ lên đây một vài những cái nhành cỏ. Đó. Ở đây thì em thấy còn có màu đen nữa thôi là chị chưa sử dụng. Đúng rồi. Chắc là chúng ta sẽ vẽ cỏ màu đen đúng không ạ? Bởi vì là đây là một bức tranh chụp chính xác là ngược sáng thì những cái vật thể ở trước mặt chúng ta sẽ gần như là tối đen lại, nên là mình sẽ sử dụng trực tiếp màu đen. Mình ví dụ nha, cái này thì thoải mái thôi, từ bên dưới kéo nó lên, hất nhẹ lên là phần đuôi. Hất nhẹ lên. Ngoài những cái cành to ra thì chúng ta sẽ nên làm cả những cành nhỏ nữa và ngắn ở bên dưới. Đan nhẹ vào nhau. Trông ngon ra sáng hình cỏ rồi đấy. Đúng rồi. Đây là một cái bức tranh khá là dễ thì mọi người hoàn toàn có thể tự thực hiện ở nhà để mình tập trước. Rồi sau đó khi nào mà chúng ta quen tay hơn thì hãy đổi sang những cái bức có những cái chi tiết cầu kỳ hơn. Đó, cành to, cành nhỏ. Đan nhẹ vào với nhau một chút. Đó, như vậy là mình vừa vẽ xong một khóm thì Phương có thể thử sức với cái phần còn lại nha. Hy vọng là em sẽ không phá hỏng tác phẩm của chị ạ. Đây, màu đen đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ chấm vào màu đen, xong rồi pha vào chút rượu nữa. Rồi mình lại đập lại vào đây. Nếu như mà nhiều rượu quá thì cái phần màu đen của chúng ta sẽ bị nhạt. Rồi chúng ta lấy một lượng màu vừa đủ ở trên này thôi. Nhẹ nhàng. Ui. Đúng rồi, rất là đẹp. Sang bên phải nào. Có bị to đúng quá rồi, không sao, thật ra là cái chi tiết của chúng ta cành to cành nhỏ nó sẽ tạo hiệu ứng đẹp hơn. Đúng rồi, rất là đẹp. Tiếp tục vẽ nhá. Rồi tiếp tục hất sang bên phải nhá. Những cành ngắn dần lại, ngắn lại, nét mảnh lại. Đúng rồi. Rồi như vậy là chúng ta cũng đã gần như hoàn thành xong. Đó, mọi người thấy cái phần nền cỏ của chúng ta nó sẽ có chiều sâu. Để nhấn nhá một chút ở cái phần nền trời này, mọi người có thể vẽ mặt trời hay là chúng ta có thể vẽ một vài chi tiết nhỏ như là hình con chim này. Đây là hình con chim rất là dễ vẽ. Nó chỉ là một hai chữ C úp lại thôi. Đó. Úp nó xuống này, bên này cong sang bên này. Em nhớ ngày xưa em học mỹ thuật hồi tiểu học, em hay vẽ con chim như thế này. Thì đây là một cái thao tác rất là dễ để mọi người có thể mô phỏng hình tượng chú chim ở trên bầu trời. Nếu như mà bạn nào thích thì có thể vẽ nhiều chi tiết này hơn. Càng xa thì cái con chim nó càng đúng nhỏ rồi, lại. Càng nên nhỏ lại. Chúng ta sẽ cho cái phần cánh được bay theo nhiều hướng. Trông rất là sinh động. Đó, như vậy là bức tranh về phong cảnh của chúng ta đã hoàn thành rồi. Như Thùy Dương chia sẻ, đây là một cái bức tranh rất là dễ để mọi người có thể thực hiện tại nhà. Wow, và một bức tranh phong cảnh của chúng ta đã được hoàn thiện bởi sếp Thùy Dương. Và các bạn có thể thấy ở đây là khó nhất có lẽ là cái phần nền đúng không ạ? Đúng rồi. Và cái phần vẽ, nhưng mà mình như mình một cái người tay ngang nhưng mình thử vẽ thì không khó một chút nào. Và các bạn hoàn toàn có thể học và theo dõi những video của sếp Thùy Dương để có thể vẽ được một bức tranh như thế này nhé. Nếu quý anh chị chưa nắm rõ được công thức hay có bất cứ câu hỏi nào thì hãy comment ở phía bên dưới để đội kỹ thuật có thể đưa ra giải đáp thắc mắc của các anh chị nha. Và các anh chị hãy tiếp tục ủng hộ cũng như là đăng ký tham gia các khóa học của Farina Việt Nam để Hiền Phương và chị Thùy Dương có cơ hội được đồng hành cùng với quý vị. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo với chủ đề Tạo hình thú hiện đại.